Năm học 2021-2022 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo chương trình học mới thì có hai môn học lần đầu tiên xuất hiện, đó là môn khoa học tự nhiên được tích hợp từ các kiến thức về vật lý, hóa học, sinh học. Tiếp theo là môn lịch sử và địa lý được tích hợp từ hai môn lịch sử và địa lý trước đây. Yêu cầu học sinh vận dụng nhiều kỹ năng hơn, ví dụ như là tư duy, lập luận, giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, v.v. Phương pháp đánh giá kết quả học tập thay đổi, giáo viên vận dụng kết hợp nhiều hình thức để đưa ra đánh giá. Đối với con lớp 6, việc chuyển cấp vừa theo học chương trình mới là một thách thức không nhỏ. Để đồng hành giúp các con học tốt chương trình học lớp 6 mới, bố mẹ tham khảo ngay chương trình học trực tuyến tại Tuyển sinh 247. Học đầy đủ các môn toán, văn, anh, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, tin học. Trang học trực tuyến duy nhất đầy đủ khóa học cho 3 bộ sách được Bộ Giáo dục phê duyệt gồm sách Cánh Diều, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, sách Chân trời, Sáng tạo. Riêng khóa tiếng Anh sẽ có 4 khóa học cho 4 loại sách, bao gồm sách Pearson, sách Friend Plus, sách I Learn Smart World và sách Ryan. Lý do bố mẹ nên chọn trang học trực tuyến tuyển sinh 247.com đó là tuyển sinh 247.com sẽ cam kết giúp các con lớp 6 học tốt. Bài giảng được thiết kế hấp dẫn và sinh động, giúp các con cảm thấy việc học trở nên thú vị và lĩnh hội kiến thức nhanh chóng. Học trực tuyến tuyển sinh 247 giúp các con phát triển năng lực và kỹ năng quan trọng để không chỉ hoàn thành tốt các môn học trên lớp mà còn áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Đội ngũ giáo viên giỏi đến từ các trường học chất lượng và nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Ở môn toán thì có thầy Đỗ Văn Bảo là giáo viên của trường VinSchool, là giáo viên ấn tượng được đưa tin trên VTV7. Cô Hoàng Liên Nhung là giáo viên của trường Trung học cơ sở Thái Thịnh Hà Nội. Cô đã có nhiều học sinh giỏi đạt huy chương trong các cuộc thi quốc tế. Cô Phương Thu Trang là giáo viên của trường VinSchool, giáo viên giỏi quận Hai Bà Trưng Hà Nội, quận Long Biên Hà Nội. Cô Nguyễn Thị Yến là giáo viên của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô có phương pháp giảng dạy tỉ mỉ, chi tiết, giúp học sinh nắm chắc kiến thức và tự tin vận dụng kiến thức vào giải toán. Ở bộ môn tiếng Anh thì có cô Nguyễn Thị Mai Hương là giáo viên của trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương Hà Nội, được Sở Giáo dục lựa chọn dạy trên kênh truyền hình Hà Nội. Cô Nguyễn Thị Sinh là thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh của trường Nottingham Trent University Anh Quốc. Cô hiện đang là giáo viên của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông MV Lomonosov. Cô Nguyễn Ngọc Anh, cô đang giảng dạy tại trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lựa chọn làm giáo viên dạy trên kênh truyền hình. Cô Vũ Thị Xuân là giáo viên của trường VinSchool, cô sở hữu chứng chỉ 7.5 IELTS và 950 TOEIC. Ở bộ môn văn có cô Tạ Minh Thủy, cô hiện đang là giáo viên của trường VinSchool. Cô đạt giải nhất cuộc thi giáo viên dạy giỏi môn ngữ văn cấp thành phố Hà Nội. Có cô Vũ Thị Hà là giáo viên trẻ nhưng sâu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết. Với 6 năm giảng dạy, cô đã giúp rất nhiều học sinh thi đỗ vào các trường chuyên, lớp chọn ở thành phố Hà Nội. Ở bộ môn khoa học tự nhiên thì có thầy Nguyễn Thế Vinh là giáo viên nổi tiếng của tỉnh Lào Cai, Trung học phổ thông Thái Thịnh và các trung tâm luyện thi của Hà Nội. Thầy Đặng Xuân Chất hiện đang là giáo viên của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ban Mai Hà Nội, trình độ thạc sĩ, phong cách dạy đơn giản, cô đọng dễ hiểu và hiệu quả cao. Thầy Nguyễn Đức Hải hiện đang công tác tại Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội, thủ khoa của khối ngành sinh học trường Đại học Giáo dục. Cô Nguyễn Thị Loan, cô hiện đang là giáo viên của trường Trung học cơ sở Thanh Hà, Trung học phổ thông Thạch Thất Hà Nội, gần 10 năm giảng dạy tại trường Trung học cơ sở và luyện thi vào lớp 10, luyện thi đại học. Thầy Phạm Thanh Tùng, thầy đang là giáo viên của trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, là một giáo viên trẻ với phong cách giảng dạy năng động và nhiệt huyết, đông đảo học sinh theo học. Ở bộ môn lịch sử và địa lý thì có thầy Trần Thanh Quang là giáo viên của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy đạt nhiều giải thưởng như là huy chương bạc hay là học sinh giỏi cụm Duyên Hải Bắc Bộ và giải nhất học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa đầu ra của khoa lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy Trần Ngọc Phong hiện đang là giáo viên của trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị Hà Nội, sở hữu bảng thành tích nổi bật, giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn địa, giải nhất học sinh giỏi các trường chuyên miền Bắc môn địa. Thầy Hồ Như Hiển hiện đang là giáo viên môn lịch sử tại trường Trung học phổ thông Đông Bắc Ga. Thầy còn là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng. Thầy Vũ Hải Nam là giáo viên của trường Trung học phổ thông chuyên khoa học xã hội và nhân văn, được Sở Giáo dục lựa chọn dạy trên kênh truyền hình Hà Nội.
Cô Bùi Thị Loan là giáo viên của trường VinSchool. Cô hướng dẫn rất là nhiều học sinh đạt các giải thưởng cuộc thi như là vô địch tin học văn phòng thế giới, cuộc thi thách thức tư duy thuật toán BBRAT và cuộc thi Olympic tin học quốc tế HKICO. Bố mẹ yên tâm vì tuyển sinh 247 sẽ cam kết giúp các con học tốt, hoàn trả học phí nếu các con học không hiệu quả. Nếu bố mẹ cần thêm thông tin hay có bất kể thắc mắc gì về chương trình học trực tuyến lớp 6 tại tuyển sinh 247 thì vui lòng liên hệ đến hotline miễn phí 18006947 hoặc 02473007989, phục vụ từ 7 giờ đến 22 giờ tất cả các ngày. Tuyển sinh 247.com thân ái chào tạm biệt.